một nội dung tiếp theo là chung kết 200m tự do nam với cái tên Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước. Rất đáng chú ý. Động viên Hoàng Quý Phước ở là 10 số 3. Còn vận động viên Nguyễn Huy Hoàng ở là 10 số 5. Chúng ta hãy chờ xem màn tranh tài quyết liệt. Hai vận động viên này. Các vận động viên đã bước vào vị trí xuất phát. Bắt đầu. Huy Hoàng nhỉnh hơn các vận động viên khác một chút xíu. Vận động viên là bơi số 6, Ngô Đình Chuyên bất lên. Hoàng Quý Phước về nhất ở 50m đầu tiên. Quý Phước 53:97. Quý Hoàng đang vươn lên. Vẫn là Hoàng Quý Phước, thứ hai là Huy Hoàng. Là màn tăng tốc. Huy Hoàng đang tăng tốc. Không khí ở cung thể thao dưới nước cực kỳ náo nhiệt. Ai? Hoàng Quý Phước. 1:49.82. Rất là bất ngờ, Hoàng Quý Phước về đích 1:49.82. Thứ hai là Nguyễn Huy Hoàng. Thứ ba là Ngô Đình Chuyên. Lễ trao huy chương cho các vận động viên 200m tự do nam.